Đình Tú khoe cơ ngơi khủng với Tậu, còn treo cả ảnh cưới với Huyền Lizzy đầu giường. Cơ ngơi vừa được Đình Tú Tậu đã khiến netizen không khỏi trầm trồ, một số còn cho rằng anh chàng chuẩn bị rước nàng về dinh sau khi Tậu nhà mới. Sau khi phim truyền hình Thương Ngày Nắng về kết thúc, Đình Tú là một trong những diễn viên được quan tâm hơn cả, đặc biệt là mối quan hệ của anh với diễn viên Huyền Lizzy. Mới đây, trên trang cá nhân, Đình Tú đã bất ngờ khoe cơ ngơi khủng khiến dân tình phải trầm trồ ngưỡng mộ. Theo đó, anh chàng chia sẻ ngôi nhà mới mà bản thân vừa Tậu sau bao năm nỗ lực làm nghề. Đình Tú chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân, sinh nhật năm nay thật ý nghĩa. Sau bao ngày chờ đợi mong ngóng, cuối cùng ngôi nhà đầu tiên của Tú cũng lộ diện. Đây cũng là món quà đầu tiên mà Tú dành tặng cho mình sau bao năm làm việc hàng say. Được ngắm em nó mỗi ngày mình lại càng thêm có động lực, vui hơn khi nhận bản thiết kế đúng với gu mình đã tưởng tượng. Không chỉ gây bất ngờ với cơ ngơi không phải dạng vừa đâu, Đình Tú còn khiến netizen được một phen dậy sóng khi chia sẻ khoảnh khắc bức ảnh cưới của anh và Huyền Lizzy đặt ở đầu giường phòng ngủ. Theo đó, bên dưới phần bình luận của bài viết, Đình Tú bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc ảnh cưới của mình và Huyền Lizzy với trạng thái hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra rằng đây chỉ là những sản phẩm Photoshop, có lẽ do những phán của cặp đôi. Đình Tú, Huyền Lizzy vì quá yêu mến cả hai đã cho ra đời bức ảnh có 102 này. Bên cạnh đó, đông đảo dân mạng cũng mong rằng điều đó sẽ trở thành sự thật chứ không còn dừng lại ở mức tin đồn hay thả thính nhau trên mạng xã hội nữa. Chắc là anh xây nhà để đón nàng về dinh quá. Hay là xây nhà để chuẩn bị đón Huyền Lizzy đây ta, nghi quá. Liệu xây nhà xong rồi có đám cưới không anh ơi?